Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người về miến chua cay Trùng Khánh, một cái loại mì miến mà rất là nổi tiếng, ăn là bao ghiền. Cái này thì theo cái dạng thùng ha, đóng thùng, một thùng là 6 hộp như thế này. Thì hôm nay mình ăn thấy ngon và mình mua về mình bán luôn cho mấy bạn nha. Một thùng thì sẽ gồm 6 lon mì trong này như thế này. Nó nói vậy chứ nó cũng không có cay lắm đâu mấy bạn. Nó không có cay dữ nha, nó tê tê thôi nhưng mà ăn vị rất là lạ và ngon. Thì cái này ở cái này là đây, cái tô miếng như thế này nó cho mấy bạn nhiều gói gia vị chứ không có đơn điệu như là mì gói bên mình ha. Nhiều gói lạc còn này kia kia nọ rất là nhiều luôn, ăn rất là lạ miệng. Thì tầm này ở ngoài bán lẻ nó giá khoảng là 30-40 nghìn một loại như thế này. Thì mấy bạn mua một thùng thì nó sẽ gồm 6 lon thì mình tiện lợi hơn ha, về gia đình mình sử dụng luôn. Thì ở đây mình bán một thùng thì giá là 130 nghìn ha. Bạn nào có mua hàng liên hệ với mình, đây mình mua, mình đóng mấy cái thùng này để mình gửi cho mấy bạn đây. Chiều nay mình đi ship cho mấy bạn đây, thì mình cũng giới thiệu sơ lược với mấy bạn. Còn bạn nào mà nghi ngờ nó sao thì mấy bạn lên Google, mấy bạn đánh sơ cái mì miếng chua cay Trùng Khánh ăn là ghiền ha. Mấy bạn sẽ ra được rất là nhiều review tốt về loại này. Xin chào các bạn.